Moscow tuyên bố đã tiêu diệt 142 máy bay chiến đấu, 112 trực thăng và 658 phương tiện bay không người lái kể từ khi chiến dịch bùng phát tại Ukraine. Các con số trên được đưa ra bởi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov vào ngày 30 tháng 4. Tướng Konashenkov cũng tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy 279 hệ thống tên lửa, đất đối không, 2.656 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 307 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 1.189 khẩu pháo và súng cối, cũng như 2.492 phương tiện quân sự các loại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các tên lửa có độ chính xác cao của Nga đã đánh trúng 5 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm ngày 29 tháng 4, rạng sáng ngày 30 tháng 4. Các địa điểm này bao gồm 4 kho chứa đạn và xăng dầu gần các khu dân cư Bedarovod, Vorisenka, cũng như một khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của các phần tử dân tộc chủ nghĩa. Cũng theo ông Khanakhevov, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 9 khu vực và hạ 120 phần tử dân tộc chủ nghĩa, 4 xe tăng và 6 phương tiện thiết giáp. Trong khi đó, lực lượng tên lửa tấn công 2 cơ sở chỉ huy, 1 khẩu đội pháo phản lực và 1 radar của Ukraine. Trong khi đó, ông Khanakhevov cho biết pháo binh của Nga đã bắn trúng 389 mục tiêu của Ukraine, bao gồm 35 trung tâm chỉ huy và 33 vị trí của pháo binh đối phương. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các con số này, cũng như chưa công bố con số thiệt hại chính thức do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga gây ra.